Tiến Nguyễn Vlog tiết lộ ngày giờ sang Angola, Quang Linh công khai khen ai đó ngon. Sau một thời gian dài sinh sống và làm việc tại châu Phi, Quang Linh đã đem cho người dân tại Angola một cuộc sống đầy đủ và ổn định hơn trước rất nhiều. Chàng trai xứ Nghệ không chỉ giúp bà con nơi đây có công việc ổn định mà còn mang tới cho họ những giá trị về vật chất lớn lao, gần đây nhất là xây dựng trường học. Vì những hoạt động ý nghĩa này mà Quang Linh chiếm trọn tình cảm của người dân, không chỉ chàng trai gốc Nghệ An mà đồng đội của anh cũng được quan tâm đặc biệt. Trong đó nổi bật nhất là Tiến Nguyễn Vlog, thuyền trưởng thường xuyên hỗ trợ fan đẩy thuyền Quang Linh Thùy Tiên. Sau một thời gian thăm gia đình dịp Tết Nguyên Đán, một số anh em như Linh Philip, Điệp Béo đã lên đường trở lại Angola tiếp tục công việc. Trong khi đó, Tiến Nguyễn vì còn dự án chưa hoàn thành nên sẽ đáp chuyến bay sau. Mới đây trong cuộc trò chuyện với khán giả, anh đã tiết lộ vào ngày 8 tháng 3 sắp tới đây, thuyền trưởng sẽ lên đường sang Angola. Ngay khi xuất hiện, thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Ai nấy đều phấn khích mong đợi vì mỗi lần Tiến Nguyễn và Quang Linh gặp nhau là lại gây cười cho khán giả. Đặc biệt, anh cả của team châu Phi không ít lần giúp fan ghép đôi em trai với Hoa hậu Thùy Tiên. Từ sau khi đội vương miện Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong showbiz Việt. Bên cạnh nhan sắc ngày càng thăng hạng và gu thời trang chặt chém, nàng hậu sinh năm 1998 cũng gây ấn tượng bởi loạt màn thử sức với nhiều công việc lao động khác nhau trong cuộc sống. Trên trang cá nhân mới đây, Miss Grand International 2021 vừa chia sẻ loạt ảnh khác lạ của bản thân trong bộ đồ lao động của công nhân dọn vệ sinh. Trong bộ trang phục màu xanh đặc trưng của công việc, nàng hậu gốc Sài Thành không trang điểm hay làm tóc chỉnh chu vẫn khiến cho fan thích thú bởi loạt biểu cảm khó đỡ. Được biết đây sẽ là công việc tiếp theo mà cô quyết định thử sức trong dự án nhân văn của mình. Trước đó, người đẹp từng thử sức nhiều công việc khác như người bán hoa, bán hàng rong hay một drag queen trình diễn trên sân khấu. Trong từng màn khóa thân, khán giả nhìn thấy ở nàng hậu sự hết mình, cố gắng khi làm công việc mới. Đồng thời, tính cách thân thiện và hài hước của Thùy Tiên cũng làm cho những màn khóa thân thêm hấp dẫn. Điều đáng nói là sau khi Thùy Tiên trình làng khoảnh khắc khóa thân công nhân dọn vệ sinh, Quang Linh Vlog bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ân ý. Chabipa vừa xuất hiện, bài đăng của anh chàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Một số tỏ ra khó hiểu trước những từ ngữ này, trong khi đó một số khác lại tiết lộ Chabipa có nghĩa tiếng Việt là ngon. Dù không biết cụ thể Quang Linh muốn nhắc đến điều gì, nhưng việc anh chàng có động thái lạ trong lúc bạn gái tin đồn Thùy Tiên tung ảnh mới khiến dân tình không khỏi đoán già đoán non. Nam YouTuber gốc Nghệ An và Thùy Tiên từng có thời gian hợp tác chung một dự án thiện nguyện. Với tính cách vui vẻ hòa đồng, nàng hậu 9X và nam YouTuber liền được cho fan gắn ghép mong hai người sớm thành một đôi. Thế nhưng, Thùy Tiên nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Sau chuyến từ thiện ở châu Phi và lần nàng hậu hợp tác cùng với team Cuộc Sống ở châu Phi, livestream bán hàng từ thiện trên TikTok vào tháng 5 2022 đến nay, cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau và ít tương tác trên mạng xã hội. Trong khi Quang Linh vẫn đang miệt mài với các dự án ở châu Phi nhưng gặp không ít vận xui, thì người đẹp sinh năm 1998 đã hết nhiệm kỳ Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vào ngày 25 tháng 10, 2022. Về phần Quang Linh, chàng trai 9X quê Nghệ An vẫn đang miệt mài với các hoạt động nông nghiệp và giúp đỡ bà con châu Phi. Hiện tại, anh cung cấp giống và kỹ thuật, chứ không còn hỗ trợ theo kiểu mua gạo hay tặng vật tư cho bà con. Bên cạnh đó, anh cũng trích từ khoản tài trợ của các mạnh thường quân, hơn 1 tỷ đồng xây dựng trường học tại đây.